Chào tất cả các bác, ngày hôm nay xưởng Đồng Đông Sơn xin giới thiệu với các bác một mẫu tranh cao cấp ở bên em, được làm từ chất liệu khung gỗ, được làm từ chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi, và điều đặc biệt ở đây là mặt trống và bên em được dát bảng 999 nha các bác nhé. Với kích thước mẫu bức tranh này em đang giới thiệu ở đây với các bác là có kích thước là 1m15 x 1m15, độ dày khung gỗ sẽ là 4 phân, ván gỗ là 3 phân. Và các cái phần khung bên ngoài này đã được bên em được chạm liền phối với gỗ rất là sắc nét các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn qua, đây là đơn đặt hàng của khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bên em vừa hoàn thiện xong để chuẩn bị và giao cho anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đây ạ. Mặt trống ở bên em được sử dụng là đây là mặt trống hoa văn chống đồng ngọc lũ với đường kính kích thước là 70 và được làm từ chất liệu là đồng đỏ đúc thủ công 100%. Toàn là những chất liệu cao cấp hiển thị trên cái sản phẩm này nha các bác nhé. Toàn bộ cái vàng mà bên em cắt ở đây, các bác có thể nhìn này, độ mịn rất là cao luôn. Là vàng 999 ạ. Cái này thì bên các bác có thể khi nhận hàng, các bác có thể kiểm tra và test vàng ngay trực tiếp khi mà mình nhận sản phẩm này các bác nhé. Bốn góc rơi của bên em là sẽ là được bằng gỗ ạ, liền tấm với lại khung gỗ này nha các bác nhé. Đây, rất là sắc nét và đẹp luôn. Bản khung gỗ ở đây sẽ dày là bản 7 phân á. Đây là độ dày bản khung gỗ. Khung gỗ sẽ dày là 4 phân. Phần phía sau thì các bác nhìn rất là chắc chắn ạ. Có là vì là gỗ tự nhiên cho nên là nó sẽ có nẹp định hình để giữ gỗ phía sau và móc. Rất là chắc chắn luôn. Mẫu tranh này thì bên em có nhận làm theo kích thước yêu cầu. Các bác nếu quan tâm đến cái mẫu tranh này thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0706 733 666, hoặc là có thể muốn, nếu các bác muốn có những cái chất liệu khác mà vẫn như cái hình thức như thế này thì cũng có thể liên hệ với bên em qua Zalo số hotline 0706 733 666 nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video này.